chào cả nhà. Hôm nay mình dẫn cả nhà đi ăn dessert nha. A dozen. Hi, I am very excited to go. Đây, thời tiết Melbourne là vậy đây. Hồi sáng nóng, bây giờ á tới chỗ ăn đồ ngọt thì nó lạnh. Lấy áo lạnh mặc vô cho chay được. Thời tiết. Một ngày bốn mùa ở Melbourne nha cả nhà. Cái này là fluffy pancake của Japan. Bánh pancake mà loại fluffy. Jiggly pancake. Yes. Or fluffy pancake. Yeah. Go. Nice. Good. For what?
cream. What's this one? Jelly. Jelly coffee or what? Gelato. Fruity chocolate. Cái này ngon lắm nè. Giống như jelly vậy đó. Nó xinh xa vậy đó. Chỗ này đậu đỏ à? Đậu đỏ với black sesame. Yeah. Đậu đỏ with black sesame. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Thanks for watching. Hope you have a wonderful day. Bye.